Bản tin hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau. Báo Ba Lan đề xuất Nga không cần vội vàng ký kết hòa bình với Ukraine. Anh cáo buộc Trung Quốc cung cấp viện trợ sát thương cho Nga. Mỹ phản đối việc công nhận đơn phương Palestine. Có hay không sự cạnh tranh giữa Ukraine và Haiti về nguồn lực Hoa Kỳ? Báo Ba Lan đề xuất Nga không cần vội vàng ký kết hòa bình với Ukraine. Theo RIA Novosti, nhà báo Edward Karajak trong một bài viết đăng tải trên báo Ba Lan ngày 22 tháng 5 cho rằng Nga phải đưa cuộc xung đột ở Ukraine đi đến hồi kết hợp lý để thiết lập một nền hòa bình ổn định ở Đông Âu. Nga đã bắt đầu giành chiến thắng trên chiến trường vào nửa cuối năm 2023. Hiện tại, Nga không phải vội vàng ký kết các hiệp định hòa bình. Chiến thắng trên chiến trường phải được đảm bảo bằng một thỏa thuận có lợi. Những phái đoàn của Nga và Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận Istanbul và bắt đầu một vòng đàm phán mới. Đây là một đề xuất nhằm tạo ra sự đột phá cho quân đội Ukraine và phương Tây. Thêm vào đó, đề xuất công nhận những lợi ích của Nga để đổi lấy việc Ukraine đồng ý gia nhập NATO. Nhà báo Edward Karajak của tờ Mispol cho hay. Theo ông Edward, không phải vội vàng ký kết một thỏa thuận cuối cùng vì một nền hòa bình đáng xấu hổ sẽ là sự phản bội đối với những nạn nhân của cuộc xung đột này. Điều này không được phép xảy ra. Nhà báo Ba Lan tin tưởng rằng, thời gian cho các thỏa thuận Istanbul và chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không còn nữa. Sau khi hòa bình được ký kết, cần phải đảm bảo an ninh cho các bên tham gia xung đột và các quốc gia liên quan đến xung đột này, nhà báo Edward khẳng định. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng để hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt, cần phải phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo an ninh cho người dân Nga và nhà nước Nga. Anh cáo buộc Trung Quốc cung cấp viện trợ sát thương cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ron Sharp cáo buộc Trung Quốc cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp viện trợ quân sự cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận việc đóng vai trò nào đó trong cuộc xung đột Ukraine. Ông Sharp phát biểu tại một hội nghị ở London ngày 22 tháng 5 cho rằng "Hôm nay, tôi có thể tiết lộ rằng chúng tôi có bằng chứng cho thấy Nga và Trung Quốc đang hợp tác về thiết bị chiến đấu để sử dụng ở Ukraine. Viện trợ sát thương đang hoặc sẽ chảy từ Trung Quốc sang Nga và vào Ukraine. Tôi nghĩ đó là một diễn biến nghiêm trọng." Bộ trưởng Quốc phòng Anh không giải thích thêm hoặc cung cấp bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình. Mỹ đã trừng phạt hơn 100 công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp cho Nga hàng hóa và linh kiện lưỡng dụng, một thuật ngữ đề cập đến những mặt hàng như thiết bị định vị và máy công cụ có cả ứng dụng dân sự và quân sự. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung nếu việc chuyển giao các linh kiện này vẫn tiếp tục xảy ra. Bắc Kinh đã phản bác lại những tuyên bố vô căn cứ của Washington. Phó đặc phái viên của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng, đã nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai rằng Trung Quốc không phải là bên tạo ra hay là một bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi cũng chưa cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Chúng tôi không làm những gì như Mỹ đã làm, đó là cố tình kéo dài cuộc chiến và thu lợi từ cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Bắc Kinh đã duy trì chính sách trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và liên tục kêu gọi Moscow và Kiev giải quyết những khác biệt bằng con đường ngoại giao. Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ông ủng hộ một giải pháp thông qua một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các lựa chọn. Trung Quốc và Nga đã tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Thương mại giữa hai nước đạt kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 64% kể từ năm 2021. Quan hệ Nga-Trung không phải là những liên hệ đặc biệt và không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai. Ông Putin nói trong cuộc gặp với ông Tập, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác giữa chúng ta trong các vấn đề thế giới là một trong những yếu tố ổn định chính trên trường quốc tế. Mỹ phản đối việc công nhận đơn phương Palestine. Nhà Trắng ngày 22 tháng 5 cho biết, Mỹ phản đối đơn phương công nhận nhà nước Palestine sau khi Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ, nhưng Washington cảnh báo Israel không nên chiếm giữ tiền để trả đũa. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với phóng viên rằng,
Tổng thống Joe Biden luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Ông Sullivan cho biết, ông ấy cũng nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước nên được thực hiện thông qua đàm phán trực tiếp, chứ không phải thông qua sự công nhận đơn phương. Ông Sullivan không ngừng chỉ trích quyết định chính thức công nhận nhà nước Palestine của ba nước châu Âu. Tất cả đều là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia có quyền đưa ra quyết định của riêng mình, nhưng quan điểm của Mỹ về vấn đề này là rõ ràng. Ông Sullivan cho biết, Israel đã phản ứng giận dữ, bao gồm cả việc rút đại sứ. Đặc biệt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc các quốc gia châu Âu đưa ra phần thưởng cho hành động khủng bố. Bộ trưởng Tài chính Israel nói với Thủ tướng Netanyahu rằng ông muốn thực hiện hành động trả đũa bao gồm cắt đứt một thỏa thuận, trong đó Na Uy xử lý các khoản tiền dành cho chính quyền Palestine. Theo các thỏa thuận hòa bình do Na Uy làm trung gian vào những năm 1990, Israel thu tiền cho chính quyền Palestine, cơ quan thực thi quyền tự trị hạn chế ở một số khu vực ở bờ Tây. Nhưng Israel đã chặn việc chuyển tiền kể từ sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, lực lượng điều hành giải Gaza. Ông Sullivan nói rằng các khoản tiền sẽ tiếp tục được chuyển đến chính quyền Palestine với hy vọng họ có thể giành quyền kiểm soát Gaza từ tay Hamas. Tôi nghĩ điều đó là sai về mặt chiến lược, bởi vì việc giữ lại khoản quỹ sẽ gây bất ổn cho bờ Tây. Nó làm suy yếu việc tìm kiếm an ninh và thịnh vượng cho người dân Palestine, vốn có lợi cho Israel. Và tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi giữ lại các khoản tiền cung cấp hàng hóa và dịch vụ cơ bản cho người dân vô tội. Washington đã phủ quyết nỗ lực gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm công nhận nhà nước Palestine, cho rằng sự công nhận chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán có tính đến lợi ích an ninh của Israel. Cạnh tranh giữa Ukraine và Haiti về nguồn lực Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa tố cáo chính quyền Joe Biden phân bổ hàng chục triệu đô la Mỹ cho quân đội Kenya, số tiền lẽ ra được chuyển đến Kiev. Báo Politico của Mỹ cho biết, đầu tháng 5, sử dụng đặc quyền khẩn cấp của quyền thủ quốc gia, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 60 triệu đô la Mỹ. Với số tiền này, quân đội Kenya sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Haiti để chống các băng cướp. Lực lượng vũ trang đang tiến hành kiểm tra nội bộ để xem họ có thể kìm hãm những gì đối với Haiti. Như vậy, điều này tạo ra sự cạnh tranh giữa Ukraine và Haiti về nguồn lực Hoa Kỳ. Một thành viên Đảng Cộng Hòa yêu cầu ẩn danh cho biết. Giới chức Mỹ không hài lòng khi viện trợ cho hai nước đều xuất phát từ một nguồn. Hơn nữa, về cơ bản, Đảng Cộng Hòa nghi ngờ rằng kế hoạch Haiti của Hoa Kỳ thực sự sẽ dẫn đến thành công bởi trong đó không xác định thời hạn cụ thể và cũng không rõ Hoa Kỳ sẽ phân bổ thêm bao nhiêu tiền để giải quyết khủng hoảng. Những cuộc can thiệp trước đây vào Haiti đều thất bại hoàn toàn, chỉ làm tình hình của cư dân Haiti càng tồi tệ hơn. Tờ báo dẫn lời Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Rick cho biết, đáng chờ đợi là những đội quân Kenya đầu tiên sẽ tới đảo Haiti vào ngày 23 tháng 5. Cùng ngày đó, Tổng thống Kenya William Ruto gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ ở Washington. Haiti đã trải qua cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội kéo dài hàng thập kỷ và càng bùng phát tồi tệ hơn sau vụ ám sát Tổng thống hồi tháng 7 năm 2021. Kể từ đó, sự thờ ơ bất lực của chính quyền đã dẫn đến gia tăng ảnh hưởng chưa từng có của các nhóm xã hội đen và băng đảng cướp hoành hành, chuyên tống tiền, bắt cóc, đòi tiền chuộc và kiểm soát toàn bộ các khu vực của đất nước, kể cả trạm nhiên liệu.